Baby bus. Chào mừng đến với sân bay của bé gấu trúc. Rất dễ bị lạc. Hãy cùng đến quầy thông tin trước tiên. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Các hành khách thân mến, sắp đến giờ máy bay khởi hành. Vui lòng đến cửa khởi hành và mang theo tất cả hành lý của mình. Xin chào, tôi đã sẵn sàng để làm thủ tục lên máy bay. Xin chào, tôi có thể xem giấy tờ tùy thân của quý vị được không? Hãy nhớ kiểm tra thông tin chuyến đi của quý vị. Đây là giấy tờ tùy thân và thẻ lên máy bay của quý vị. Hãy chú ý giữ cẩn thận. Đây là giấy tờ tùy thân. Xin cảm ơn. Các hành khách thân mến, xin vui lòng chú ý đến hành lý của mình và báo cáo cho nhà chức trách nếu phát hiện những chiếc túi bị bỏ quên. Sự an toàn của quý vị là ưu tiên của chúng tôi. Trước khi lên máy bay, chúng ta cần phải qua cổng an ninh. Chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì nguy hiểm. Xin vui lòng đặt các vật dụng cá nhân của quý vị vào giỏ. Không được mang các vật dụng này lên máy bay. Vui lòng bỏ chúng lại. Vali có chút lộn xộn. Hãy sắp thẳng lại nào.
Chào mừng đến với sân bay của bé gấu trúc. Xin vui lòng đến cửa máy bay của quý vị, càng sớm càng tốt. Và chúng tôi xin chúc quý vị có một chuyến đi an toàn và đầy thú vị. Trước các chuyến bay quốc tế, trước tiên chúng ta cần phải xuất trình hộ chiếu của mình tại quầy hải quan. Xin chào, vui lòng xuất trình hộ chiếu. Vui lòng nhận lại hộ chiếu của mình. Xin cảm ơn. Xin chào. Vui lòng xuất trình hộ chiếu. Vui lòng nhận lại hộ chiếu của mình. Hả? Xin cảm ơn. Các hành khách thân mến, máy bay đã bắt đầu tiếp nhận hành khách. Vui lòng mang theo tất cả các vật dụng và thẻ lên máy bay của quý vị. Chúc quý vị có một chuyến đi an toàn và thú vị. Chào mừng quý vị đến với chuyến bay của Baby Bus. Chúng tôi hy vọng quý vị có một chuyến bay đầy thú vị. Sắp đến giờ máy bay cất cánh, vui lòng ngồi vào chỗ của quý vị và thắt dây an toàn. Xin vui lòng đặt hành lý xách tay vào ngăn phía trên đầu. Để đảm bảo an toàn cho quý vị, hãy đặt ghế về vị trí thẳng đứng. Ah!